Hello, Trải Nghiệm Vô xin chào tất cả các bạn nha. Mình đang chạy trên đường các bạn. Mình thấy chỗ này bán thanh long rẻ quá trời luôn. Để các bạn là 3kg 10.000. Hôm nay mình chạy vô mình lựa mình mua thử coi nha các bạn. Thấy thanh long ngon quá Thanh long 3kg 10.000 đồng các bạn ơi, rẻ. Lấy mình lựa thử coi nó ngon không? Tại vì cái này ăn cũng được. Thanh long ở đây thì trái loại dạt đó các bạn, trái nhỏ nhưng mà nó cũng không có sâu bệnh gì hết trơn á. 3kg 10.000 nó cũng rẻ chứ nó mắc. Mình lựa mấy trái nào mà nó chín và nó không bị héo thì mình mua. Này được không? Hả? Nè, mua trái này nè. Đó đi. Trái này cũng bự nè, không biết nó có bị gì không mà người ta có ngoài đây không biết có bị gì không. Nó bị hư nè các bạn. Bị hư chỗ này nè. Thấy không? Mình không có lấy mấy trái này nha. Mấy trái rồi nhỏ nhỏ như vậy nè, nhưng mà nó ngon. Trái nhỏ nè, ok không? Nó đâu có bị sâu bệnh gì đâu đúng không các bạn? Nó nhỏ thôi nhưng mà bởi vì nó nhỏ nên nó rẻ. Ở trong thì chắc 5.000 10.000 gì ký, còn ở ngoài này thì 3kg 10.000, rẻ quá trời rẻ luôn. Mình sẽ mua vài bọc mình về mình ăn mới được. Mé bên đây nè các bạn là thanh long nó chín rục hết trơn luôn rồi nè. Cái trái nó chín mềm hết trơn nè. Như trái này rất là ngon luôn. Lấy mấy trái này là về ăn liền rồi rất là ngon luôn. Ok, mình sẽ lấy trái này. Một bọc này luôn rồi nè, một bọc này không biết bao nhiêu nữa để mình cân thử. Trái gì? Này các bạn, mình mua bọc bên lớn luôn rồi các bạn. Bên lớn này là 3kg nè. Mà 10.000. Quá trời rẻ luôn các bạn ơi. Ở đây là trên đường Nguyễn Văn Cừ. Mình ghé đường Nguyễn Văn Cừ mình mua. Nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ nha các bạn. Ủa trong là nhiêu ký chị?
ở trong là nhiêu ký? Ở ngoài là 10.000, còn ở trong là nhiêu? 20. Ở ngoài ở trong là 20.000 ký. À. Cái này là luộc trắng hay là luộc đỏ? À.